cả nha, em về một nguyên một cặp để xe 1.5 mấy xăng Toyota 2,5 tấn máy dầu và ti ba đao cho 5 mét, để xe 1.5 mấy xăng cao 4 mét, càng cao 4 mét. Xe mới về chưa chạy, chưa hoạt động. Em theo dõi xe hoạt động của clip nha. Và bên em còn nhiều máy cơ khí. Số tự động bati ba đao có cần xa rồi, bỏ ngoài ngoài được rồi, bỏ sát sát ngoài ngoài được rồi, rồi, rồi. Bỏ xuống đây được rồi, con để lát ra để bỏ ngoài được rồi, để được rồi, xuống đi để được rồi, để được rồi, để lấy chạy được rồi, để lát chạy ra luôn, còn con kia thôi, rồi chờ 5 năm.